Con hến nó có gì hơn tôi? Nó xấu đứng, xấu ngồi, xấu tồi, xấu tệ, xấu ba đời, bốn thế hệ. Mà sao ông vẫn mê, vẫn mẩn, vẫn quanh quẩn là sao? Cô xem lại cô đi, lúc nào cũng cáu cáu kỉnh kỉnh, có bao giờ được tươi tỉnh với tôi đâu. Tôi có dỗi hơi thừa cơm đâu, cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó hết. Chẳng có lý do lý chấu gì cả, ngứa mồm thì có. Vợ người ta thì ngọt thì ngào, đi chào về hỏi hôm nào cũng xinh tươi, lúc nào cũng nói cười cười. Mình thì xấu nết chẳng bằng 1/10 người ta. Nói đi cũng phải nói lại, chồng người khuya sớm tảo tần, cái mặt ông thì vừa dốt vừa đần vừa ngu. Người ta thì chăm chỉ từ hạ sang thu, mình thì lười nhác đến ngu cả người. Lúc nào cũng muốn vợ nói, vợ cười, vợ tươi, vợ tỉnh, nhưng mình lại là người vô tâm. Ông đúng là cái loại bị hâm. Khổ lắm, tài năng có hạn chứ ai muốn đâu. Tài năng có hạn nhưng độ khốn nạn thì vô biên đúng không? Vợ con rồi vẫn ra ngóng vào trông, bồ bịch gái gú lông bông suốt ngày. Vợ thì chổng mông khuya sớm cấy cày, mình thì ong bướm không hay việc gì. Làm người thì phải biết nghĩ biết suy, đừng nên tệ bạc chỉ vì ham vui. Mình cũng phải xem lại mình đi, mình thử nghĩ mà xem. Một bên cung phụng đủ điều, ngọt ngào thùy mị sớm chiều như nhau. Một bên thì cứ lầu bầu kêu ca đủ thứ, hỏi một câu là mình chọn bên nào. Có tiền thì nó mới chiều chuộng yêu thương, hết tiền thì lại ra đường đấy anh. Tốt nhất là cứ chung thủy cho lành, bồ bịch gái gú khéo lại tan thành khói sương. Lúc ấy thì chẳng ai thương, quay đầu cũng muộn, tiếng vương cả đời.